bèn đi đến ra mắt vua. Vua hớn hở, vui mừng. Nếu khanh làm việc tốt, sứ mệnh hoàn thành, ta sẽ giữ đúng lời hứa. Vậy khi nào khanh đi, xin cho biết. Hẹn bệ hạ 7 ngày nữa. Nói xong từ tạ về rừng, quyết tâm liên tiếp 7 ngày. Chị chú hộ thân. Qua 7 ngày, ông lại đến cung vua và được cung cấp lương thực, tiền lộ phí để lên đường. Trước khi đi, ông còn vãnh lại nói rằng: bệ hạ an lòng, tôi xin thề, nếu không lấy được đầu của vua kia, quyết chẳng trở lại nơi này. Khi đó, trong nước vua Đàn Bà La Tề, có những điềm chẳng lành xuất hiện. Như động đất, chớp giật, sao băng, sấm động. Ban ngày sương khói mịt mờ kéo giăng. Sao chổi mọc, mưa đá, sét đánh tứ tung. Các loài chim kêu thảm thiết trên không và tự thổi lông rơi đầy mặt đất. Hổ báo xài lang tự đâm mình xuống hố, kêu rào thảm thiết. 84.000 ông vua nước nhỏ đều nằm mộng thấy cánh phướng vàng của nhà vua bị gãy. Trống vàng bị thủng. Còn chính tự thân vua Đàn Bà La Tỳ mơ thấy ác quỷ là cốt mũ vàng của mình mang đi. Trên nét mặt mọi người cảm thấy lo âu. Chẳng hiểu vì sao lại có những điềm bất thường như vậy. Khi ấy, thần coi thành biết ý định của Lao Độ Sai đến xin hầu vua, nên thần quá phép làm tâm trí Lao Độ Sai cuồng loạn, không biết lối nào vào cung, cứ lẩn vẩn bên ngoài thành mà thôi. Thấy vậy, các vị trời ở Tịnh Cư thiên báo cho vua hay. Bệ hạ phát tâm bố thí, nên hiện giờ có người đến xin, nhưng ở bên ngoài thành không vào được. Nhà vua thức dậy ngạc nhiên hỏi cẩn thận, ai ngăn cản dân chúng đến xin đồ cấp phát chứ? Ông hãy ra ngoài xem sao. Ra cổng thành nhìn bốn phía ngơ ngác.
Quang cẩn thận, chẳng thấy ai đến. Mà cũng chẳng có quân lính nào cản ngăn. Khi đó, thần nữ thành hiện lên thưa rằng: Thưa quan lớn, hiện có người dòng Bà La Môn ở nước khác muốn xin đầu vua của chúng ta, nên tôi không cho nó vào. Nếu quả thật như vậy thì đây là một tai họa lớn cho chúng ta. Nhưng vua đã ra lệnh, chúng ta đâu dám trái ý. Khi ấy, quan cẩn thận, Ma Chiên Đà tự nghĩ, nếu kẻ này quyết chí xin đầu vua, thì ta hãy bày ra một kế. Lấy 500 cái đầu bằng thất bảo để đổi cho nó. Sau cơn mê, Lao Đổ Sai bước vào cửa cung và lớn tiếng hỏi: Tôi là kẻ phương xa, biết được vua rủ lòng bố thí chấn bần cho muôn phương. Ai muốn xin gì cũng cho. Vì vậy nay tôi đến đây muốn xin một việc. Ngày muốn xin gì cứ nói, dù khó khăn đến đâu. Nếu có thể, tôi cũng xin làm bừa lòng ngài. Vua bố thí tài vật, tiền của cho mọi người và phước báo, nhưng chưa bằng bố thí một vật trong thân của vua. Phước báo càng lớn hơn. Vậy xin cúi đầu của vua, cái đầu của vua. Vua nghĩ sao? Cho hay không? Thành thực ngày cứ lấy. Bây giờ hay khi nào? Đạo sĩ xin cho khất lại 7 ngày. Liền khi đó, quan cận thần Ma Chiên Đà liền mang 500 cái đầu bằng thất bảo đến trước Lao Độ Sai và nói rằng: Đầu vua bằng xương thịt, máu mủ tanh hôi là đồ bất tịnh, chẳng quý giá gì vật ấy. Ông xin làm gì cho nhơ nhớp? Và đây là những cái đầu làm bằng thất bảo quý quá tuyệt luân. Ông hãy mang đầu này về là được làm giàu sang phú quý suốt đời. Cho nhơ nhớp. Và đây là những cái đầu bằng thất bảo rất là quý quá tuyệt luân. Ông hãy mang đầu này về mà làm giàu sang phú quý suốt đời đi. Tôi chẳng cần thứ đó, chỉ cần cái đầu của vua thôi. Trước thái độ ngương ngạnh của Lao Độ Sai, Ma Chiên Đà chẳng biết làm sao. Bằng xuống giọng im dịu năn nỉ, nói ngọt ngào mong thay đổi ý định. Nhưng cuối cùng Lao Độ Sai cũng chẳng thèm nghe, bỏ đi chỗ khác. Ma Chiên Đà phẫn khuất quá
tim vỡ thành là 7 mảnh, chết ngay trước mặt của vua. Trên từ vua xuống cho tới bá quan văn võ, ai nấy đều rơi lệ tiếc thương cho một bậc trung thần, chánh khí. Vua sai thâu thi hài an táng đúng nghi lễ của một quan đại thần. Đám tang vừa xong, vua cho quan quân cởi voi đi khắp nước, trong báo cho dân chúng biết ngày mai bố thí đầu. Được tin này, ai nấy đều rơi lệ. 84.000 nước nhỏ liền đến tâu với vua: tâu bệ hạ, tất cả diêm phù đề này đều nhờ đức độ của bệ hạ. Mà mưa thuận gió hòa. An cư lạc nghiệp, cây cỏ muôn màu, mùa màng sung túc, phái lạc an khương, sống trong cảnh thái bình, thịnh trị. Vậy tại sao bệ hạ lại vì một người mà bỏ muôn dân? Khi ấy, các quần thần đồng thanh nói: xin bệ hạ hãy bỏ ý định bố thí đầu. Một sự việc quái lạ chưa từng thấy. Bệ hạ nghe lời một cách là khốn nạn, cùng đinh, sống trong núi rừng như dã thú, để rồi bỏ chúng tôi bơ vơ hay sao? Hai muôn phu vân và 500 thái tử vật mình xuống đất khóc lóc: tâu bệ hạ, hãy xót thương vợ con của bệ hạ. Rồi đây sẽ ngơ ngác, vợ xa chồng, con chẳng có cha, sống đời mồ côi mồ cút. Hãy nghĩ lại bệ hạ ơi, thật muôn cảnh bi đát thảm thương tâm diễn ra trước mặt của vua. Nhưng vua với nét mặt hiền hòa bình tĩnh an ủi: xin các vương hậu khanh tướng hãy bình tâm nghe tôi nói. Con người vì kết buộc nhau trong tình thân ái từ kiếp lâu xa, nên chịu ách sang tử bức bách. Ta chưa thấy ai thực hành để bỏ, nhất là quý chuộng bản thân. Ta nghĩ rằng từ thời vô thủy âm vô trở lại đây, sống chết đã bao đời đâu kể xiết. Lúc ở trong địa ngục, bỏ thân một ngày không biết bao nhiêu lần. Chết trong nước phân cho, nằm trên giường sắt đốt, ôm cục đồng nóng ngâm mình trong vạc dầu sôi, hay ngồi trên xe lửa nằm ở hố than. Thật khó khổ nơi địa ngục, biết kỹ sao cho cùng như vậy. Thật cái khổ nơi địa ngục, biết kỹ sao cho cùng được như vậy. Thân này chết đây đổi sanh kia,
trải qua vô số kiếp mà chẳng có chút ích lợi hay là phước báo gì. Khi làm loài súc sanh thì bị người ta chém giết, thân thể bị phân thây, máu rơi, xương rã. Còn khi làm loài quỷ đói thì lửa trong mình phát ra, hoặc vòng đau lửa bao tới chém thân chặt đầu, chết đi sống lại bao lần thì cũng chẳng có phước báo gì. Rồi khi ở nhân gian làm người thì sanh lòng tham lam, giết hại lẫn nhau cũng do tài sắc ràng buộc. Cũng vì ân ái kéo lôi toàn là những việc xuôi theo nhân thế. Còn như hiện tại thân ta đây cũng chỉ là một khối nhơ bẩn. Máu tanh, huyết hồng, rồi một ngày nào đó cũng sẽ rã tan. Có gì liến tiếc đâu, cái đầu ô uế ấy mà. Chẳng dám xả bỏ. Để tu lấy pháp thân thường lợi cho muôn dân. Ở đời vị lai phải nhìn xa thấy rộng, đừng vì tình thương luyến ái hạn hẹp. Trong một lúc này, vậy thì các khanh khuyên ta làm gì? Ta bỏ cái đầu này để cầu đạo giải thoát. Sau khi thành đạo, ta sẽ hóa độ các ngươi vừa khỏi nỗi khổ sanh và bệnh chết, được niềm an lạc của đạo tâm. Vậy các khanh hãy hiểu việc làm của ta không phải vô dụng. Các khanh cứ yên tâm lo toan việc nước. Ai nấy nghe vua giảng giải. Điều làm thinh chẳng biết phải nói năng sao nữa. Đã yên lòng trước sự an tâm của quần thần, vua kêu lao độ sai bảo. Giờ đã đến bệ hạ. Hiện đây tôi đã có một mình, lực yếu thế cô. Còn chung quanh vua bá hoang văn võ quá nhiều, nhỡ khi tôi lấy đầu vua, họ thấy thương tâm và giết tôi thì sao? Vậy nếu vua cho thì hãy ra sau vườn, nơi vắng vẻ chỉ riêng mình tôi và vua, thì tôi mới dám. Vua nói với quần thần: các khanh thương ta, kính ta thì chớ hại lao độ sai.
Nói xong, vua nắm tay lao đồ sai cùng ra chậu huyên. Sức vua hùng tráng khỏe mạnh. Khi bị cắt đầu đau đớn mà hối tiếc rồi đánh tôi thì sao? Vậy vua hãy cột đầu vào cành cây để tôi cắt cho dễ. Ngồi dưới gốc cây to, vua túm lấy tóc cột vào cây rồi nói. Khi cắt đầu xong, hãy để trên tay của ta, để ta dâng cho ông. Rồi vua chắp tay phát đại nguyện rằng, kính lạy thập phương tam thế chư Phật, nguyện nhờ công đức bố thí này, con không cầu làm Phạm Vương, Ma Vương, Đế Thích, Chuyển Lưng Thánh Vương, để được hưởng khoái lạc, mà duy chỉ một lòng cầu làm Phật, độ chúng sanh, hết thảy muôn loài đồng vào ngôi chánh giác. Lúc ấy, lao độ sai vừa đưa đao lên chém, thì trên cây có ông thần lấy ngón tay chỉ vào đầu, làm cho lao độ sai bủng rủng tay chân, vứt đao xuống đất, ngã ngửa, vua xây lại bảo thần cây. Thần cây nên hiểu rằng, từ đời quá khứ tới nay, dưới gốc cây này ta đã bố thí 999 cái đầu rồi. Vậy hôm nay một lần nữa là đủ số. Đối với nguyện bố thí của ta sắp hoàn mãn, ông đừng rắc rối, cản ngăn, làm suy thối đạo tâm của ta. Nghe vậy, thần cây thu hồi thần lực. Lao độ sai thỉnh lại sát sách dao chém một phát, đầu rơi xuống tay vua, dâng cho lao độ sai. Ngay giờ phút đầu vua lìa khỏi cổ, đất trời chấn động, các cung điện trên thiên cung đều nghiêng ngả. Các thiên tử phạm thiên chẳng biết điều gì, bèn ngó xuống trần gian, thấy vị Bồ Tát vì chúng sanh mà bố thí thân mạng, tất cả đều bay xuống tuôn qua trời muôn màu. Hòa lẫn với những dòng nước mắt của chư thiên đợp cả hư không. Kính lạy Bồ Tát, ngài làm hạnh bố thí sức tột siêu phàm, chưa ai dám bố thí như vậy. Vô cùng tận chúng sanh đều phải thắng phục sự thực hành. Vô ngã tướng bố thí này, khi ấy tại nước mình, vua Tỳ Ma Tư Na, hai tên lao độ sai đã lấy được đầu của vua đàn bà La Tỳ. Đang trên đường trở về, vua vui mừng vô hạn, nhảy nhót la hét thỏa thích. Bất ngờ ông quay lăn ra chết tại chỗ.
vì tim bị kích thích quá mạnh nên vỡ tung từng mảnh trong lồng ngực của ông. Lao Đồ Sai xách đầu ra về. Vua quan, dân chúng, phu nhân thái tử nhìn thấy lăn đùng ra đất gào thét. Có người cảm động quá học máu mà chết. Có người nằm ngay đơ chết giấc. Các phu nhân xé áo quần, vò tóc tai, ngất xỉu tại chỗ. Các thái tử cào mặt, máu chảy đầm đìa, lăn lộn dưới đất. Một thảm trạng đang diễn ra. Mấy ngày đường đi về bổn quốc, Lao Đậu Sai xách đầu vua đi thấy hôi thối quá chừng, bèn vớt xuống đường đạp lên mà đi. Dân chúng thấy vậy, họ nguyền rủa ông là kẻ bất lương. Là phường lan xối ác độc, không dùng thì xin làm chi? Giờ lại vất vả, rồi lại nói với nhau. Không giúp đỡ đồ ăn, nước uống chi cho hắn? Nhịn đói những ngày qua đã ngất xỉu. Nửa đường gặp được người quen, Lao Đậu Sai hỏi thăm vua Tỳ Ba Na như thế nào. Người ấy đáp: nghe tin ông xin được đầu vua nên mừng quá mà vỡ tim chết rồi. Vậy mọi người vô tận bước đầu bước tóc bị đã sẽ không được vợ và mất ngôi vị vua. Tới quá nên ông ta đã vỡ tim chết luôn. Cái gì ta thấy? Gieo ác gặp ác. Cả hai vua tôi đều phải gánh lấy hậu quả hiện tiền và rơi vào địa ngục A Tỳ. Đến đây, Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: này A Nan, chính vua Đàn Bà La Tỳ thuở ấy là tiền thân của ta. Vua Tỳ Ba Tư Na này chính là Ma Ba Tuần. Lao Đậu Sai là ông Đề Đạt, Đề Bà Đạt Đa. Bây giờ thần cây là một kiền liên và quan đại thần Ma Chiên Đà chính là Xá Lợi Phất. Thuở ấy Xá Lợi Phất còn không nỡ thấy ta chết mất đầu nên ông cũng tự mình chết trước. Huống nữa là bây giờ Xá Lợi Phất đã chứng đắc A La Hán trí tuệ cao siêu. Ở đời ai nghèo đến nỗi không có thân? Thấy người làm việc thiện, tự mình giúp. Như vậy cũng gọi là thí chủ, cũng được phước đức. Người làm mặt nạ. Ngày xưa, tại một kinh thành,
có người đàn ông sanh sống bằng nghề chế tạo mặt nạ. Nhà ông bày la liệt những hình vẽ, những khuôn mặt bằng giấy cứng đủ loại tướng mạo, màu sắc lè loẹt. Lúc nào sơn mực cũng bừa bãi khắp phòng. Lúc ấy ông đang nhận làm một mặt nạ ác quỷ cho một băng kịch lớn. Suốt mấy ngày đêm hì hục tô vẽ, cố gắng làm nổi bật những nét đanh ác ma quái cho khuôn mặt quỷ. Tình cờ một người bạn đến thăm, nói chuyện quanh co một hồi, người bạn ngạc nhiên thấy vẻ mặt chủ nhân có chiều bực bội là hắc ám, liền hỏi: dạo này tôi thấy khí sắc của anh hơi sút kém. Hai anh có việc gì bực mình? Không có gì cả. Người bạn không tin hỏi lại: có thật không anh? Cuộc nói chuyện mất hẳn hứng thú, nên một lát sau người bạn đứng lên cáo từ. Bẵng đi. Một thời gian khoảng nửa năm, người bạn lại đến thăm người làm mặt nạ. Vừa trông thấy chủ nhân, người bạn reo lên mừng rỡ: ồ, lúc này trông anh hồng hào, tốt tướng hơn trước nhiều. Chắc hẳn anh đã được nhiều điều may mắn phải không? Chủ nhân vẫn tỉnh bơ đáp: không có gì lạ bạn ơi. Chủ nhân thật không hiểu được vì sao người bạn có nhận xét lạ lùng như vậy. Dần dần ông mới vỡ lẽ ra rằng bị nửa năm trước làm mặt nạ quỷ, suốt ngày cứ tưởng tượng hình ảnh là Fernand, trợn mắt thè lưỡi, các tướng mạo hung ác dữ dằn để làm mặt quỷ cho thật giống. Vì thế vẻ mặt ông cũng biểu hiện những nét sân giận dữ tợn. Người nhút nhát trông thấy đến phát sợ. Sau đó nửa năm, ông nhận làm mặt nạ một vị công thần chánh trực và đức độ. Ông miệt mài tìm những nét thanh cao, khả ái để thể hiện những đức tính đặc biệt này. Bẻ làm sao để ánh mắt đầy nhân từ
và công chính. Tô khéo đến mức nào để có đôi môi hiền hòa, nhưng cương nghị, nụ cười độ lượng và vẫn uy nghiêm. Ngày đêm chỉ liên tưởng đến đề tài sáng tạo này nên tự nhiên, bên ngoài nó toát ra tư thái nhu hòa. Khuôn mặt chủ nhân có nét thoải mái, dễ chịu, đến lúc là khám phá ra điều này. Người làm mặt nạ thần công nhận những điều tâm ta nghĩ ngợi, tư duy đều được biểu lộ ra ngoài dung mạo. Kinh Phật đã nói đến độc lực của tâm trong câu nói hàm xúc: tâm như họa sư khéo vẽ muôn hình tượng, lòng buồn như mặt cũng buồn, lòng buồn thì mặt có vui bao giờ. Người chăn bò nang gia, khi còn tại gia thôn giả, nang gia là một thanh niên chăn bò mướn. Ngày ngày nang gia dẫn bò đến ăn cỏ bên bờ sông Hằng thuộc địa phận xứ Co Sami. Lúc ấy gặp Đức Thế Tôn trú ở Co Sabi cùng với chúng tỳ kheo 1250 vị. Một hôm Thế Tôn cùng các tỳ kheo du hành học dọc bờ sông. Ngài thấy một khúc gỗ lớn trôi theo dòng nước. Và chỉ cho các tỳ kheo: này các tỳ kheo, các con có thấy khúc gỗ lớn trôi theo dòng nước kia không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, khúc gỗ ấy không đâm vào bờ này, không đâm vào bờ kia, không chìm giữa dòng sông, cũng không mắc cạn trên đất nổi, không bị người nhặt lấy, không bị chi phân nhặt lấy, không bị lọt vào sấy nước, cũng không bị mục nát bên trong, thì nó sẽ hướng về biển, xuôi theo biển, nhập vào biển. Vì cớ sao, này các tỳ kheo? Vì dòng sông này hướng về biển, xuôi theo biển. Cũng vậy, hỡi các tỳ kheo, nếu các con không đâm vào bờ này bờ kia, không chìm giữa dòng, không mắc cạn, không bị người nhặt lấy, không lọt vào xoáy nước, không mục nát bên trong, thì các con hãy hướng về, sẽ xuôi theo Niết Bàn, sẽ nhập vào dòng Niết Bàn. Vì sao, này các tỳ kheo? Chính vì pháp của Như Lai giảng nói xu hướng,
Naya ở đây không phải là tôn giả Nada, con thứ của vua Tịnh Phạn, em của thái tử Tất Đạt Đa. Niết bàn, xuôi theo niết bàn, nhập vào niết bàn. Khi được nghe nói vậy, một tỳ kheo bạch: Bạch Thế Tôn, bờ này là gì, bờ kia là gì? Thế Tôn, nào là chìm giữa dòng, thế nào là mắc cạn trên miếng đất nổi, thế nào là bị người nhặt, phi nhân bị nhặt, thế nào là lọt vào nước sấy, thế nào là mục nát bên trong? Các tỳ kheo, bờ này làm ám chỉ sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bờ bên kia chỉ cho sáu trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Bị chìm giữa dòng là dụ cho quỷ hòa tham, khoái thích, ham muốn. Mắc cạn trên đất nổi đồng nghĩa là dụ cho vị tỳ kheo sống quá liên hệ với cư sĩ, chung vui, chung buồn, an lạc khi chúng an lạc, đau khổ khi chúng đau khổ, trói buộc mình trong các công việc chúng sướng xuất. Đó gọi là vị tỳ kheo bị loài người nhặt lấy. Và này các tỳ kheo, bị phi nhân nhặt lấy có nghĩa là vị tỳ kheo tu phạm hạnh với mơ ước được sanh lên cõi trời, hưởng phước báo chư thiên, bị lọt vào nước sấy là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng, tài lợi sắc đẹp, danh tiếng, ăn và ngủ. Bị mục nát bên trong là ám chỉ vị tỳ kheo theo các ác pháp có những hành động khả nghi. Không giữ giới mà hiện tướng thanh tịnh. Nội tâm hủ hoại, đầy dục vọng, đó là bị mục nát bên trong. Khi ấy, người chăn bò Nang Gia đứng cách Thế Tôn không xa, chàng tiến lại bạch: Bạch Thế Tôn, con không đâm vào bờ này, con không đâm vào bờ kia, con không chìm ở giữa dòng, con không bị mắc kẹt ở trên đất nổi, con không bị loài người nhặt lấy, con không bị phi nhân nhặt lấy, con không lọt vào nước sấy. Con không mục nát ở bên trong. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con được xuất gia
với Thế Tôn được thọ đại giới. Này Nang Gia, hãy đem trả bò cho chủ của con đã. Bạch Thế Tôn, chúng sẽ tự trở về, các bò mẹ đang mong gặp lại chúng. Tuy vậy, này A Nan, Nang Gia, con hãy trả lui các con bò ấy cho những người chủ. Nang Gia vâng lời, dắt bò về trả cho chủ rồi trở lại bên Phật. Bạch Thế Tôn, con đã trở lại những con bò. Hãy cho con được xuất gia với Thế Tôn. Hãy cho con thọ đại giới. Rồi Nang Gia, người chăn bò được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Sau khi thọ giới không lâu, Tôn giả Nang Gia sống một mình an tịnh, thân cảm được lạc thọ. Mà các thiện gia nam nữ vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình đã hướng đến, vị ấy biết sanh tử đã tận, phạm hạnh đã thành. Các việc nên làm đã được làm xong, không còn phải trở lại đời này nữa. Tôn giả A Nan trở thành là một vị A La Hán. Trải lòng bi mẫn tâm đồng Phật, dứt hết vô minh Phật tức tâm. Phật Phật tâm tâm đồng thể tánh. Phật tâm cũng diệt đến viên thành. Chồn và sư tử. Trong thời quá khứ, lúc Dòn vua Ramana trị vì xứ Ba La Na Thi, có một gia đình sư tử gồm cha mẹ và hai con, một trai một gái. Cậu trai tên là Mê Năng, chẳng bao lâu cậu lớn lên với vợ. Gia đình từ đấy thêm một miệng ăn. Mỗi ngày Mê Măng phải ra khỏi hang, đi đông đi tây, săn thú đem về nuôi dưỡng song thân, vợ và em. Một hôm, trong khi tìm miếng ăn hàng ngày, Mê Năng gặp một con chồn nằm sát trên cỏ, đầu cúi rất lễ phép. Một bộ hầm hừ hét như sấm nổ, chàng hỏi: chồn làm gì ở đây? Bẩm chú công, chồn khép nép thưa: chúng con biết hôm nay có chúa công đi ngang qua đây,
nên quỳ đón từ sáng sớm đến giờ để chào mừng. Bẩm tánh kiêu hãnh. Mê năng nghe thấy lời tương bợ của chồng, lấy làm đắc ý. Ai còn giữ? Lấy làm đắc ý. Thế là chồng biết bổn phận con dân. Đọc. Chúa công khen cho đó. Thôi, đứng dậy về cùng ta. Chồng vân vân, dạ dạ. Khúm núm đứng dậy và trỗi bước theo sau sư tử. Thôi. Nhưng cha chàng vừa thoáng thấy người khách lạ vào hang là tỏ ý không bằng lòng ngay. Mê măng con chồn và giống quỷ quyệt, xảo trá khôn lường, bất nghĩa bất tín, con nên đề phòng mà đừng thân cận. Hãy đuổi phách nó đi ra cho cha ăn dạ. Mê năng không trả lời, nhưng không đổi ý. Chàng giữ chồn ở lại làm bạn sớm chiều. Một hôm, chồn ngọt dịu bảo mê năng là chồn thèm thịt ngựa. Mê năng hỏi: ở đâu có ngựa? Dạ, ở bờ sông Barathi. Chồn đáp: người hãy dẫn đường ta đi. Không đợi, bảo hai lần. Chồn hối hả làm hướng đạo băng rừng vượt núi. Chẳng bao lâu, gì đây? Ủa, trời ơi, như không ta bấm chữ từ chối rồi. Chậm rãi đi. Ra một đoàn ngọc nữ. Trưởng giả liền hỏi anh rằng: đây là cảnh nào mà phong cảnh xinh tươi như thế? Sao tôi chỉ thấy toàn là người nữ? Không có nam nhân. Tôn giả Mục Kiền Liên bảo: chú hãy đến đây. Hỏi ngay mấy nàng kia sẽ được biết rõ. Trưởng giả đem những lời ấy hỏi. Thiên nữ đáp: đây là cung trời Đao Lợi. Chúng tôi ở chốn này đã lâu hưởng phúc tự nhiên. Những thức ăn, mặc, tỳ, niệm hiện ra. Không cần phải nhọc sức, tạo tác. Bao nhiêu cung điện và tất cả sự trang nghiêm tốt đẹp nơi đây. Cho đến xác thân thanh khiết xinh tươi của chúng tôi đều là kết quả của sự bố thí. Ngài muốn biết ngài trượng phu của chúng tôi ư? Người ấy không ai xa lạ
chính là những vị nào siêng tu phước đức. Hiện nay ở cõi nhân gian, về xứ Ca Tỳ La Vệ, tôn giả Mục Kiền Liên, vị đệ tử thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có một người em ưa bố thí. Người ấy không bao lâu mạng chung, sẽ thác sanh lên đây và sẽ là người chủ quản của chúng tôi sau này. Nghe thiên nữ nói, trưởng giả bỗng nhiên vui mừng, khấp khởi. Phát lòng lành, liền trở về chỗ của ngài Mục Kiền Liên thuật lại mấy lời ấy. Tôn giả mỉm cười hỏi dạng lại: thế nào, sự bố thí phước báo hay không? Trưởng giả hổ thẹn sám hối. Sau khi trở về nhân gian, ông lại càng bố thí nhiều hơn và khuyến khích người khác làm theo, không lúc nào biết chán nản. Thời xưa ở thành Xá Vệ có một vị trưởng giả, một ông tên là Tối Thắng, một ông tên là Nan Hàn. Cả hai đều đức giàu có, bảy báo đầy đủ, voi ngựa xe cộ, tôi trai tớ gái đông đủ, ruộng vườn sự sản vô cùng to tát. Nhưng về tánh tham lam bỏng sẻn của hai ông này, ở trong nước thật không ai hơn. Trưởng giả Tối Thắng cũng như Nan Hàn, mỗi ông đều xây tường thành cao, làm bảy lớp cửa, dặn gia nhân đừng cho kẻ ăn xin vào nhà, chưa lấy thế làm đủ. Hai ông còn có sắm những tấm lưới sắt che giăng khắp trên sân, vì sợ loài chim bay xuống mổ lúa thóc. Cho đến khi kho dựa cũng đều làm bằng sắt, quyết không để loài chuột soi khoét và cắn phá đồ vật. Nghe tiếng hai ông trưởng giả kêu bẩn, năm vị đệ tử lớn của Đức Phật từng tự nhau dùng phép thần thông, phân thân đi đến mỗi nhà, từ dưới đất bay lên thuyết pháp giáo hóa. Nhưng kết cuộc hai ông trưởng giả chẳng nghe lời giảng dạy, đau sao rốt Đức Phật cũng dùng phép phân thân đi đến, hiện thần lực ngồi nằm giữa hư không. Phóng ánh sáng rực rỡ soi khắp mọi nơi, nói ra pháp màu nhiệm. Hai vị trưởng giả tai nghe, nhưng còn chưa hiểu thấu, đều tự nghĩ rằng nay Đức Thế Tôn đã đến nhà, ta không nên để cho ngài về không. Nghĩ như thế, mỗi ông tự vào kho lấy vải để đem ra cúng Phật. Vì còn nặng lòng tham tiếc, hai ông định lựa vải xấu, nhưng lấy lầm phải thứ tốt. Khi trở
vào nổi, lại lấy thứ khác tốt hơn. Bây giờ cả hai tâm ý phân vân, nửa muốn đem ra, nửa muốn cất vào, băn khoăn không nhất định. Lúc ấy Đức Phật dùng thiên nhãn xem thấy chư thiên đang đánh với Atula, khi được hơn, khi bị thua. Kia là quả báo của tâm trạng hơn kém. Trong khi bố thí, Đức Thế Tôn lại quán sát đến tâm của hai vị trưởng giả, thì thấy lúc có tâm bố thí hơn. Tâm bọn sẻn thua, có lúc tâm bọn sẻn hơn. Tâm bố thí thua, Ngài liền nói bài kệ rằng: bố thí như chiến tranh, điều ấy Phật không khen. Khi thí thì khi đánh, hai việc ấy đồng nhau. Hai vị trưởng giả nghe xong trong lòng hổ thẹn, cho rằng Đức Phật đã nói ngay tâm trạng của mình. Mỗi vị cúng dường xong, cả hai tâm trí sáng suốt đều chứng được đạo quả. Làm gì có sự lũng đoạn về kinh tế chứ? Người bóc lột, một khi nhân loại đã thực hành tài thí, túi tham không đáy. Vào thời quá khứ xa xưa, có một Diêm Phù Đề, có vị Chuyển Lương Thánh Vương tên Madhatu ngự trị. Ngài Chuyển Lương Thánh Vương tên Madhatu ngự trị, Ngài quay quyền tột bực, thống lĩnh cả bốn châu thiên hạ. Gồm có 8 môn, 4.000 vị vương chư hầu. Tuổi thọ của chúng sanh thời ấy đến vô số năm. Đức vua lại có quyền phép thần thông biến hóa không lường. Ngài chỉ cần vỗ tay nhẹ thì mưa bãi báo rơi xuống ngay. Thợ ấy điên khoa mộng, Đức vua nô đùa thỏa thích trong vòng 8 môn năm, đến khi trưởng thành vào khoảng tháng 8, muôn 4.000 tuổi được vua cha giao quyền nhiếp chính, giữ chức nhiếp chính hết 8 muôn 4.000 tuổi, thì được chính thức đăng quang nên ngôi Chuyển Lương Thánh Vương thật thụ. Trải qua một thời gian dài 8 muôn 4.000 năm đăng đẳng ngự trị trên ngai vàng, nhưng Đức vua Madhatu luôn luôn cảm thấy không hài lòng với hiện tại. Một hôm, Ngài phán hội các bậc thần: nay chư hiền khanh, có nơi nào có nhiều lạc thú đặc biệt hơn
những gì chẵm đang tận hưởng hay không? Các quan đồng tâu rằng, môn tâu hoàng thượng, những thú vui ở trần gian quả thật không có bao nhiêu để bệ hạ tận hưởng xứng đáng với ngôi vị chuyển lân thánh vương. Di chỉ. Ở cung trời tứ đại thiên vương, đặc biệt hơn cả có đủ mọi lạc thú thần tiên, thật xứng đáng để bệ hạ tận hưởng. Đức vua Mandatu đi đã nghe qua các quan đồng tâu, khi vua thế đức đẹp ý liền lấy vòng chuyển lưng thánh vương đưa lên 3 lần. Lạ thay, đức vua cùng bá quan trong nháy mắt đã hiện thân cõi trời tứ đại thiên vương. Chư thiên trong cõi tứ đại thiên vương thấy đức mang đa tu ngự đến bèn mang lễ vật hoa hương đến cúng dường, đồng thời kính dâng lên đức vua tất cả cõi trời tứ đại thiên vương. Đức vua Bà Na Tu ngự trị và tận hưởng lạc thú thần tiên ở cõi tứ đại thiên vương rất lâu, và khoảng 84.000 năm của thế giới. Tuy vậy, đức vua cũng chưa cảm thấy đủ với những lạc thú ở cõi tứ đại thiên vương. Một hôm, đức vua gọi tứ đại thiên vương vào hỏi: Này đại thiên vương, còn có nơi nào có nhiều lạc thú đặc biệt hơn cõi mà ta đang hưởng đây không? Tứ đại thiên vương đồng tâu rằng: Muôn tâu đại vương, có 4 châu thiên hạ, nơi đây những lạc thú chẳng khác chi cõi người. Chỉ có những thú vui nơi cung trời đau lợi. Mới tuyệt vời và gấp trăm gấp ngàn lần ở cõi này. Đức vua Mandatu rất đẹp lòng liền cầm vòng chuyển lưng thánh vương đưa lên 3 lần. Trong phút chốc, đức vua Mandatu và triều thần đều ngự lên cõi trời đao lợi. Đức đế thích thấy vua mang đa tu đến bèn mang hương hoa cúng dường, đồng thời xin cống hiến phân nửa cõi trời đao lợi cho vua. Nơi đây vua mang đa tu trị vì tận hưởng mọi lạc thú thần tiên một thời gian gần như vô tận. Trải qua 36 đời của đế thích, nhưng ngài vẫn tỏ ý chưa hài lòng. Một hôm, đức vua nảy sanh tà tâm, ngài thầm nghĩ rằng: Nếu ta giết đế thích thì một mình ta sẽ ngự trị trọn vẹn cảnh trời đao lợi. Này mới xứng đáng địa vị chuyển lương thánh vương thì ta tha hồ tận hưởng.
Một ý nghĩ độc ác dù chỉ thoáng qua bỗng nhiên mang Datu cảm thấy những hiệu ứng bất thường, suy yếu, mỏi mệt, sự kỳ quệ như cây đèn sắp tắt, không thể chung sống lẫn lộn cùng các chư tiên được nữa. Thế là đức vua phải giáng trần ngay vườn thượng uyển của mình khi xưa. Người nữ vườn bỗng nhiên thấy đức vua mang đa tu ngự trong vườn của mình, vô cùng ngạc nhiên, vội vã vào triều phi báo tự sự. Đức vua trưởng dòng họ của hai tinh Ma Đa Tu trở về lấy làm hoan hỷ, lập tức thân hành đến vườn thượng uyển cùng với 84.000 tiểu vương chư hầu mang long xa vào long sàng đến rước vua về triều đình. Đức vua từ từ trỗi dậy, ngự trên long sàng tuyên bố với mọi người rằng: ta không rời chiếc long sàng này được nữa, vậy xin các ngài hãy lưu ý rằng sự tham muốn của con người thật là vô bờ bến, không bao giờ chấm dứt được. Nếu sau này có ai hỏi khi đức vua sắp băng hà có trối lại những gì không, thì các ngài hãy truyền lại lời ta rằng ta đã được bảy báo, đã được bốn châu thiên hạ, đã được ngồi chung với trời Đao Lợi, cai quản một nửa cung trời, nhưng khi chết lòng tham vẫn chưa thỏa. Đức vua tuyên bố xong liền băng hà, được thọ sanh nơi lạc cảnh. Vào thời quá khứ xa xăm, tiền kiếp của vua Mang Đa Tu là một người mai mướn quá thê, rất nghèo túng. Thợ ấy Phật và chư tỳ kheo tăng đến gieo duyên lành, nhưng đây cũng là dịp may hiếm có để thử thách ta. Nếu ta không vọng mạnh phát tâm thì biết bao giờ mới đủ nhân duyên như thế này. Kiếp này ta đã khốn khổ, muốn không chịu tích trữ phước đức dành cho kiếp sau thì biết bao giờ ta mới thoát khỏi cảnh khốn cùng. Ngày hôm ấy anh cố gắng nỗ lực mai vá không ngừng, dành dụm được vài chục đồng thì giờ chay tăng đã đến. Gã không biết cách nào hơn chạy vội đi mua một nắm hạt đậu và một nắm hạt mè. Lòng tràn ngập hoan hỷ trong ý định sẽ để vào từng bát để cúng dường đến Đức Phật và chư tỳ kheo tăng. Trên đường đi đến nơi Đức Phật, chư tỳ kheo tăng đang ngự, bỗng gã cảm thấy tủi thân như nhìn thấy
những bộ y sang trọng, những mâm lễ vật quý giá đến để bác. Ai ai cũng hớn hở tươi cười. Chỉ riêng anh là buồn rười rượi. Anh cố gắng đến gần nơi chư tăng, nhận vật thực với hy vọng sẽ dâng cúng đậu và mè vào bát chư tăng. Nhưng chỉ hoài công một người không cho chàng vào vì nghĩ rằng chàng thanh niên này quá nghèo. Thật tấn thối lưỡng nan. Dừng lại một lát, anh than thầm rằng: thế là hết, ta đã mất đi cơ hội ngàn năm một thuở. Vậy ta cứ đứng đây ném vào từng hạt. Chỉ rơi vào của một vị thôi, ta sẽ hữu duyên lắm rồi. Suy tư xong, gã bắt đầu ném từng hạt. Kỳ diệu thay, phi thường thay cho tâm thành khẩn, do nguyện lực vĩ đại. Những hạt đậu, hạt mè này đều rơi vào bát của chư Kỳ, chư Tỳ Kheo Tăng và Đức Phật. Khi được nhìn thấy hiện tượng kỳ diệu ấy, anh phát tâm trong sạch rất là trăm ngàn lần hơn nữa. Lập tức quỳ xuống phát nguyện rằng: do oai đức của sự cúng dường này trên kiếp vị lai, con nguyện sẽ thành một vị chuyển luân thánh vương để tận hưởng mọi lạc thú trên cõi đời. Thế con vỗ nhẹ tay thì mưa bảy báo đã rơi xuống ngay. Con xin đừng sai nguyện bao giờ. Gã thanh niên ấy sau khi hết tuổi thọ được sanh về cõi trời rất lâu, cho đến khi vào sơ nguyên kiếp này được thọ sanh làm hoàng tử con của vua Kabava Narada, mang tên là Manda Tu vậy. Thực sự là tham lam của con người vô tận cùng. Người có tiền rừng bạc bể mà vẫn còn ham muốn, họ chính là người nghèo. Trái lại, người ti có ít tiền bạc nhiều khi túi rỗng không, nhưng cảm thấy mình đầy đủ, người này chính là người giàu. Chiếc gương soi trong tráp báo. Thuở xưa ở một làng khác xa đô thị, có anh chàng rất nghèo, tên là Ngốc. Danh từ Ngốc ấy xét ra cũng có phần phù hợp với tánh nết của anh. Nhưng có lẽ vì anh quá nghèo, khi đi vay hỏi người trong làng thường khinh mắng xua đuổi, mà anh vẫn lặng thinh như thằng ngốc, nên do đó thành danh thứ mà cha mẹ ai nỡ đặt tên cho con cái tên xui xẻo như thế bao giờ. Tuy trong làng sớm không đến người thân thuộc đều chán sợ,
khi thấy dạng anh lù lù đến nhà. Xong vì anh này nỉ, Quan xin lắm lời. Cũng có vẻ kẻ động lòng thương cho mượn. Nhưng một khi mượn thì quyết không trả nổi.